Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì kênh xe đạp Nhật Cần Thơ sẽ quay và giới thiệu với mọi người một con xe của cổ. Thì con này sườn thép thương hiệu Panasonic. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết để mọi người xem. Mình sẽ quay phần sơn trước ạ. Đây là phần sơn của nó đây. Đây, cái con này thì kiếm càng trước và càng sau nó xi. Đó, nước sơn nữa đó. Đây, càng trước càng cặp càng sau nó xi. Nó xi cái càng dưới. Bây giờ mình sẽ quay sang group cái con này thì nó xài group cam 3 nhé, group cam 3 clip 9, nó nôm na là nó 18 tốc độ đó, hai đĩa 9 clip. Đây, group cam 3 như mới luôn, còn long lanh. Đó. Cam 3 hết. Đó, đây nó đây. Hai đĩa. Đĩa lớn 52 và đĩa nhỏ 39 răng nhé. Răng còn vuông đét còn rất đẹp. Đây, cam 3 nó gồ này. Đó. Made in Italy. Đây ạ. Cam 3. Clip 9. Rút bộ rút quả rất đẹp. Cái rút này là rút cam 3 nó zin từ đến cái cục gôm thắng nó cũng cam 3 luôn, còn như mới, chưa có vết mòn của gôm nữa. Yên đây ạ, yên ý, còn rất đẹp. Thì mình đã quay xong cái bộ gốp, bây giờ giới thiệu tiếp với các bác là cái cặp bánh. Đây ạ, đó, cặp bánh căm thưa. Cặp bánh bánh bộ Shimano nhé, R560. Đây, máy nó hơi rung đó, về đúp HR560, cầm inox cầm dẹp. Đây, bánh Shimano. Cái vỏ của con này là vỏ của Đức nhé. Đây ạ. Xem mình cố gắng quay cho nó có lên không. Đây. Made in. Đây, Germany đây. Made in Germany. Vỏ trước vỏ sau đều vậy luôn. Đây, cái thương hiệu này thì vỏ này thì mọi người đều biết rồi. Anh em nào có chạy ô tô thì cũng nhìn thấy chữ này thì biết vỏ Đức liền đó. Đây thương hiệu đây, cái hãng sản xuất vỏ danh tiếng của Đức. Đây mình sẽ quay cái cặp đùm cho mọi người xem. Thông cảm nhé, mình cầm tay quay cho nên là máy nó hơi lắc. Đây. Đó, quay sơn mặt này cho các bác xem. Nhận tiện quay cho. Đây cái tay đè, cấu tạo tay đè của nó đây. Thì cái lăng muỗng, cái này là lắp cái này lên. Còn cái này là đè xuống đây là xả này.
Đồ Canva nó nhạy lắm, rất nhẹ. Đây, bên này cũng vậy, sườn xi sơn là như vậy. Cái gọng nước là cũng hàng zin nhé, gọng nước hàng Dura luôn. Chỗ này có vết chày. Đó, nó như thế đó. Bánh thì long lanh, bánh tuyệt vời luôn. Cái rúp này không chê vào đâu được rồi. Quay cái giá đây, mình test cái chuyển động bánh sau cho mọi người xem nhé. Gắn cái máy, gắn cái chân ra cái máy vào đây. Quay bằng điện thoại cho nên nó hơi lập chật. Mình quay không chuyên, không như mấy YouTuber quay bằng điện thoại. Test thử cái lên xuống líp đấy. Nhẹ. Một phát là xuống. Chớn hơn. Thắng gậy nhỉ. Thắng tuyệt vời, nhấp nhẹ là. Đó thì vừa rồi mình đã quay cái toàn bộ các cái chi tiết cũng như là cái cấu hình của xe. Thì mình nhắc lại là sườn thép càng cặp càng trước và càng sau thì có xi. Group của con này là group Canva líp 9. Đồ còn rất đẹp, đồ long lanh luôn. Cặp tay lắc Canva là nhẹ hều. Nó cái dòng này là nó nhẹ lắm. Bấm tách 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 vậy. Yên ý luôn, nó tóm lại là đồ ba cái phụ tùng là của Đức Ý không. Thì xe này thì giá của nó cao, đồ tiền nào của đấy giá nó cao. Thế nên là mình cũng có thể nói là nó dành cho khách VIP thôi. Bác nào mà tài chính dư giả mà thích con xe chất thì liên hệ mình, giá nó là trên 20. À, tùy từng cái mình không nói chính xác bởi vì là tùy cái phí ship xa gần. Sài Gòn khác, ngoài các bác ở Thái Nguyên, Lạng Sơn nó khác, cho nên là mình cũng thông báo cái giá như vậy để các bác xem có đủ tài chính thì liên hệ chốt đơn. Còn bác nào mà tạm thời không có cái nhu cầu dùng tới cái xe dòng này thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo các cái video sau. Thường thường có xe đẹp, giá rẻ, mình sẽ đăng trên kênh này. Thì các bác mà muốn chốt đơn ấy, thì nếu thấy xe này ưng thì liên hệ cái số này, bốc máy gọi cho nó cho em. Hoặc là bác nào mà có chơi Zalo, Facebook thì cũng kết bạn hoặc là kết nối với cái số này thì chat trên đó để trao đổi trên đó cho nó tiện. Mình có thể lưu giữ hình ảnh cũng như cái nội dung chốt đơn hàng cho nó dễ, nó có cái bằng chứng cũng như là nó tiện cho cái giao dịch sau này. Thì đây mình sẽ lùi lại và quay lại toàn bộ toàn cảnh con xe này. Xe là size 49 nhé, size ông Đức 49. Các bác 1m65 trở lên là ok.
ngắt 6 thì chạy cũng tùy các bác thôi, do cái xẻ tay nữa. Nhưng mà mình báo là chính xác là cái size ống đứng của nó là 49. Cho nên là bác nào thấy vừa giò thì vừa giò vừa túi tiền thì liên hệ với mình. Còn bây giờ thì mình xin được phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào các video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.